Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu tiếp theo của tay đọc Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Lâm diễn ra ngày 22 tháng 6 2022. Sau khi 6 ván diễn ra kết quả 3 đều, mà bạn xem ván thứ 7 tay đọc Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, còn Nguyễn Hoàng Lâm cầm đen thủ hậu. Mà bạn thưởng thức. Trên đây thì Nguyễn Hoàng Lâm buông cờ nhận thua, vì nếu Nguyễn Hoàng Lâm có ăn mã thì phải mày mất xe, còn nếu như ăn xe thì sẽ bị sát cục. Trang Chuyên, mời các bạn xem trận tiếp theo. Trận tiếp theo thì đọc Nguyễn Thành Bảo cầm đen thủ hậu, còn Nguyễn Hoàng Lâm thì cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
将军。Xe 2 bình 4 bắt mã. Dán cờ quá khó cho Nguyễn Hoàng Lâm. Nếu chạy mã thì tay đọc sức tướng, còn nếu không chạy mã sẽ mất mã. Cho nên Nguyễn Hoàng Lâm đã buông cờ nhận thua. Mà bạn xem trận tiếp theo. Trận thứ 9, Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, còn Nguyễn Hoàng Lâm cầm đen thủ hậu. Mà bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。 Trên đây Nguyễn Hoàng Lâm không còn đường tấn công mà đang kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua sớm. Mà bạn xem tiếp trận thứ 10, tài độc Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Hoàng Lâm cầm đen thủ hậu. Mà bạn thưởng thức.
mã 3 tấn 4 dọ đâm pháo đái. Trên đây thì Nguyễn Hoàng Lam đã buông cờ nhận thua và xin chúc mừng tập Nguyễn Thanh Bảo 4 ván cuối toàn thắng. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.